Không có thì anh em bây giờ đưa xe về chỗ trạm để làm việc nhé. Vâng, vẫn nổ. Đang nằm lạnh không lấy tàu chứng từ nó đâu. Đây là sản phẩm lầm lợn mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Sản phẩm đã bốc mùi hôi thối. Hệ quả của nó là rất rủi ro cho sức khỏe người tiêu dùng. Cái nguồn mà em đổ cái đầu cuối ấy, thì cho những cái đơn vị nào nhỉ? Em các quán ăn ở quán ăn ở trong nội địa thôi. Đây lại thêm một vụ vận chuyển sản phẩm nầm lợn thối khác bị lực lượng chức năng ở Lạng Sơn bắt giữ. Theo quy định, đối tượng chỉ bị phạt hành chính, tịch thu số sản phẩm không đủ tiêu chuẩn lưu hành để chuyển cho cơ quan thú y tiêu hủy. Lái xe là em là Nguyễn Thanh Được à? Vâng ạ. Hàng hóa này anh lấy từ đâu vậy? Em mua ở Củ Trắng này ạ. Bây giờ mình mời anh về chỗ trạm kiểm soát này học quyết để phối hợp xác minh cái số lượng hàng hóa này. Vâng ạ. Lợi dụng kẽ hở của pháp luật, các đối tượng buôn lậu đã sử dụng hóa đơn bán hàng để hợp pháp hóa những chuyến hàng lậu từ Trung Quốc vào nội địa để đối phó với cơ quan chức năng. Hầu hết hàng nhập lậu là trôi nổi, không nhãn mác, hàng giả mạo các thương hiệu nổi tiếng hoặc hàng gian lận về xuất xứ, v.v. Hành vi này không chỉ gây thất thu cho ngân sách nhà nước mà còn làm méo mó môi trường kinh doanh, ảnh hưởng tới sản xuất trong nước và uy tín của các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Không nhãn mác được không? Nào hạ cái xuống này. Để nào. Ôi lấy dao này. Cẩn thận đấy, cái hộp cái có chữ giấy vỡ là giấy nó phân vỡ. Ví. Bảy gì nhà báo người ta quay chụp vào luôn. Okay. Tốt đi luôn. Chip.